Hoàng vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và thưa quý vị một câu chuyện mà chúng tôi đọc được trên Reddit ấy, về một sự kiện xảy ra ngay trên một chuyến bay phải nói là nó làm cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều về những cách hành xử của những cái vị khách mà ngồi trên chuyến bay như thế này xin chia sẻ lại với quý vị là một người đàn ông đi hạng thương gia ở trên một chuyến bay ngay ở trong nước mỹ đây anh chàng này mới chia sẻ là khi mà anh đang ngồi trên hàng thương gia thì quý vị biết là hàng thương gia thì chỉ có hai ghế thôi hàng phổ thông thì là có ba ghế một dãy có ba ghế nhưng mà thương gia thì chỉ có hai ghế thôi thì anh nhận được một cái câu hỏi của một cái người khách nữ ngồi kế bên và nói là ông có thể mà giúp cho tôi đổi cái vị trí ghế ngồi để mà cho chồng tôi có thể lên và ngồi cùng với tôi cái hàng ghế này được không kiểu như là vợ chồng vẫn muốn được ngồi gần với nhau vậy đó thì quý vị để ý là đây là một cái tình huống không có gì mới hết. Thường thì khi mà chúng ta lên máy bay thì vẫn nhận được những cái câu hỏi tương tự như vậy. Là đôi khi mua vé đó, rồi quầy vé sắp xếp làm sao mà không biết mà chồng ngồi ở nơi, vợ ngồi ở nơi, rồi con ngồi ở nơi. Và nhiều khi mình đổi cho nhau để mà cả gia đình cùng ngồi cùng với nhau trên một cái chuyến bay. Thì đó là chuyện bình thường. Và người đàn ông này đã chia sẻ lên trên Reddit, anh ấy ok, chuyện nó không có gì hết và tôi cũng sẵn sàng. Nhất là khi người nữ mà lại đưa ra như vậy được Mình phải lịch thiệt phải hào hoa chứ Và anh chấp nhận Cái vấn đề là thưa quý vị Cái người nữ này không phải là đổi cái hàng ghế Mà để cho chồng mình lên ngồi cùng với mình Mà cái hàng ghế của người chồng của cô ấy Quý vị biết là ở đâu không? Là ở dãy 18C Có nghĩa là ở hạng phổ thông Và cái người khách mà chia sẻ câu chuyện này trên Reddit Anh anh sững sờ luôn anh không có nghĩ rằng làm sao mà người ta có thể đưa ra cái lời đề nghị là để cho chồng mình ở hàng phổ thông lên ngồi thế thương gia để mà cho ông ấy cái ông khách đó, ngồi ghế thương gia phải xuống hàng phổ thông và dĩ nhiên là anh chàng này không có đồng ý thế thì người phụ nữ mới mới nói lý do là tại sao hồi nãy ông đã đồng ý rồi mà bây giờ ông lại không thì người đàn ông này mới chia sẻ trên reddit và viết là bây giờ tôi tôi đưa ra cái lời đề nghị thôi thì giải pháp là như vậy bà đi xuống đó, mà bà kêu hai cái người mà ngồi cái hàng ghế phổ thông đó, cùng với chồng bà đó một người chịu lên đây ngồi cái ghế của bà đi rồi đổi lại là bà đi xuống bà ngồi cái hàng phổ thông cùng với chồng mình giải pháp đó là đẹp coi như là hai vợ chồng cùng ngồi với nhau ở hàng ghế phổ thông nhưng mà thưa quý vị người phụ nữ này cũng không có đồng ý và bà ấy nói là tôi hỏi rồi và hai cái người mà đang ngồi dưới hàng ghế phổ thông cùng với chồng tôi họ cũng là một gia đình họ không có muốn rời nhau ra và cô nhất định là phải kêu đổi để cho người chồng của mình lên ngồi hàng ghế thương gia. Và đây mới là cái điều bất ngờ nữa, câu chuyện này được chia sẻ rần rần ở trên Reddit thưa quý vị. Đó là cái người phụ nữ này cũng bắt đầu mua vé, cũng chỉ là mua ở hạng phổ thông bình thường thôi, chứ không phải là hạng thương gia. Nhưng mà là vì tiếp viên trên chuyến bay thỉnh thoảng vẫn có những cái trường hợp đặc biệt như vậy và người bạn của Hoàng Vi cũng đã rơi vào cái tình huống đó là được offer là có một cái ghế trống ở trên hạng thương gia thì mời cô ấy lên hạng thương gia nhưng mà từ đó người ta nói là được voi là đòi hai bà trưng đó là đòi đổi để cho chồng mình cũng lên được ngồi hàng ghế thương gia đó là câu chuyện mà chúng tôi đọc thấy ở trên Reddit là một diễn đàn mà người ta vẫn lên chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà người ta gặp phải khi lên máy bay khi đi nhà hàng khi đi mua sắm và là những câu chuyện có thật nhiều những ý kiến bình luận và nói là đúng là mỗi người là mỗi ý nhưng mà có những người có cái hành xử thực sự mà phải nói là dùng theo ngôn ngữ hiện nay trending ở trên mạng xã hội đó là bá đạo thưa quý vị đó là câu chuyện phải nói là khá là hài hước mà chúng tôi đọc được ngày hôm nay. Một câu chuyện nữa cũng liên quan đến một người phụ nữ thưa quý vị, nhưng là người phụ nữ gốc Việt và cũng có những cái hành động mà sau đó đã bị dư luận lên án rất là nhiều. Nhưng mà không thể không phải chỉ dừng lại là đem lên trên mạng xã hội để rồi chỉ trích và nhận được gạch đá, người phụ nữ này đã phải trả giá cho cái hành động mà phải nói khá là nông nổi của cô bằng 10 ngày tù giam trong nhà tù liên bang thưa quý vị. Chúng tôi đang thưa câu chuyện về cô Lê Mai Ngọc Nhi, 27 tuổi, đã cùng với dòng người tràn vô quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng. Cái sự kiện bạo loạn quốc hội mà gây ra một cái sự sờ và phải nói là kinh ngạc cho cả thế giới về cái gọi là nền dân chủ của nước Mỹ. Cô sống ở Tiểu bang Illinois và cùng với những người bạn của mình, theo lời của Lê Ngọc Nhi nói là cô về quốc hội vào ngày hôm đó bởi vì cô nghe theo một người có ảnh hưởng ở trong cộng đồng gốc Việt mà trên mạng truyền thông đã tuyên truyền cái ý tưởng là Mỹ sắp tới đó sẽ trở thành một nước cộng sản nếu như ông tổng thống Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và phải về quốc hội để mà phản đối cái chiến thắng này như câu chuyện mà quý vị đã biết vấn đề là fbi và sau đó thì bên công tố đã đưa ra trong cái bản cáo trạng và cáo buộc cô nhi này đó là nhiều lần hai lần nói dối với các giới chức điều tra fbi về hành động của mình trong ngày bạo loạn đó đầu tiên cô còn chối cô còn chối là cô không có tham gia nhưng mà sau đó có người đã mật báo với FBI bằng những cái hình ảnh mà cô đã từng chia sẻ trước đó ở trên mạng Facebook của mình. Rồi những cái hình ảnh ví dụ như cô vào bàn, một cái bàn của thượng viện, rồi ngồi gác chân lên bàn nhờ người ta chụp hình lại dùm. Rồi cả những cái camera ghi lại những cái footage ngày hôm đó, FBI cũng tìm thấy gương mặt của cô Nhi. Cô hết chối, cô chối không được. Cho nên là vào năm 2023 thì cô chính thức là thừa nhận tội của mình. Bên phía công tố và luật sư mà đại diện cho cô Nhi cũng có đưa ra cái nhận định là người phụ nữ gốc Việt này không nói tiếng Anh thành thạo và không hiểu những câu hỏi trong các cái lần thẩm vấn. Và họ nói rằng là luật sư bào chữa cho cô nói là cô bị ma mị, cô bị tuyên truyền bởi những cái luận điệu sai trái rằng nước Mỹ sẽ trở thành cộng sản nếu như Biden làm tổng thống. Và chính vì lý do đó mà cô Ngọc Nhi đã có cái hành động và tấn công vào quốc hội để rồi bây giờ cô trả giá bởi chính cái việc làm của mình bằng 10 ngày ở trong nhà tù. Và cái câu chuyện của cô Ngọc Nhi đó là do chánh án Tanya Chukin, Chukin thưa quý vị, là nữ chánh án này cũng đang xử, đang thụ lý cái hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng của cựu tổng thống Donald Trump. Đó là một cái chi tiết khá là đáng chú ý. Và cô Ngọc Nhi không phải là người Mỹ gốc Việt duy nhất bị lãnh án vì có tham gia bạo loạn quốc hội. Trước đây có câu chuyện là viên cảnh sát mà 18 năm phục vụ trong ngành ở thành phố Houston thưa quý vị, Long Phạm Đình Tâm cũng vì những cái suy nghĩ lầm lạc như thế này mà tấn công vào quốc hội rồi bị truy tố. Ông nộp đơn ngay từ chức ngay khi bị FBI thẩm vấn, dù chỉ còn có 2 năm nữa thôi là đủ tiêu chuẩn để lãnh lương hưu của công chức và sau này đó ông Tâm mới nói rằng ông rất là hối hận về cái hành động của mình và chẳng những như vậy cảm thấy xấu hổ không chỉ là người quen bạn bè ở trong nước mỹ mà cả ở việt nam cũng thấy những cái hình ảnh những cái thông tin này và đây là một cái điều mà ông nói rằng ông sẽ hối hận cả một đời thực sự đây là những cái câu chuyện rất là đáng tiếc về những người mỹ gốc việt đã có những cái hành động nông nổi như thế này và phải trả giá thưa quý vị và nhân nói về quốc hội thì quý vị trong cái dòng thời sự đã biết là quốc hội những ngày này cũng lại một lần nữa trải qua những cái sự rối loạn những cái sự hỗn loạn bây giờ nhé ông chủ tịch hạ viện ông mike johnson đang đối diện với rất nhiều những cái áp lực chẳng những ở trong nước chẳng những từ tòa bạch ốc gửi áp lực qua ông mike johnson yêu cầu ông là phải đưa cái dự luật về biên giới và trong đó có cái viện trợ của ukraine đưa ra để bỏ phiếu đi thượng viện đã bỏ phiếu rồi nhưng ông chần chừ bởi vì ông đang nghe theo mệnh lệnh của cựu tổng thống trump là dứt khoát phải phủ quyết không có được thông qua câu chuyện này áp lực từ tòa bạch ốc áp lực từ người dân đang nhìn vô và thấy rằng hạ viện hiện nay không có giải quyết được những vấn đề của nước mỹ đang phải đối diện. Và trong cái cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, người dân Mỹ cảm thấy vô cùng nản với cái việc làm, với cái cách hành xử và thể hiện của quốc hội hiện nay thưa quý vị. Và chẳng những áp lực ở trong nước, áp lực của cả quốc tế nữa. Ông Tổng thống của Ba Lan, ngày hôm nay ông đưa ra cái thông điệp, ông chỉ trực tiếp vào ông Mike Johnson và ông nói Ukraine mà thua, Ukraine mà thua, Putin mà thắng, chắc chắn chẳng những ảnh hưởng đến các nước ở châu âu mà cái người mà phải chịu trách nhiệm chính là ông chủ tịch hạ viện mike johnson bởi vì ông không chịu đưa ra cái dự luật để tiếp tục viện trợ cho ukraine như thế này trong bối cảnh cuộc chiến tranh nga và ukraine đã bước qua năm thứ ba rồi thưa quý vị thì người ta nhìn thấy cái sự hỗn loạn và đảng cộng hòa hiện nay đó còn đối diện với một cái thử thách còn lớn hơn nữa đó là về nhân sự khi mà liên tiếp thông tin về các cái ngôi sao đang lên ở trong đảng cộng hòa và cả những cái chính trị gia những cái nhà lập pháp lão luyện ngay tại hạ viện cũng tuyên bố từ chức. Quý vị nhớ câu chuyện vào tháng 12 năm ngoái đó, lúc mà ông mặc Henry, Patrick Mark Henry là chủ tịch hạ viện tạm thời, lúc mà ông Mai ông Kevin McCarthy bị đẩy đi đó thì chưa có chủ tịch mới thì ông mặc Henry này lên ngồi vào cái vị trí đó. Và đây cũng là một nhân vật kỳ cựu có đã ở Hạ viện 10 nhiệm kỳ rồi và chuyên giải quyết là cái người đứng ra để mà điều đình với lại bên dân chủ trong những cái vấn đề về tài chính, về ngân sách và cuối cùng mà Henry tuyên bố tôi quit, tôi không có tiếp tục ở đây nữa bởi vì bây giờ Hạ viện đã bị hư, bị thối rửa từ bên trong rồi. Rồi nhưng mà mới đây làm cho mọi người cảm thấy rất là sốc là với lời tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại là Cathy McMorris Rodgers cũng tuyên bố là không có ra ứng cử cho nhiệm kỳ sắp tới là chủ tịch ủy ban nha thưa quý vị. Và cả chủ tịch ủy ban nội an là ông Mark Green sau khi đưa ra được cái dự luật, cái nghị quyết là luận tội và trúc phế ông Mayorkas thành công rong tuyên bố thôi tôi rủ áo về vườn luôn vì ở đây bây giờ nó quá hỗn loạn đây mới là nhân vật sẽ làm cho quý vị hay nghe tên lắm. Đó là Chủ tịch Ủy ban chuyên giải quyết những cái vấn đề về Trung Quốc là ông Michael Lauger cũng tuyên bố là sẽ về vườn luôn. Toàn là những cái nhân vật kỳ cựu và đang đảm nhận những cái vị trí quan trọng trong hạ viện đều tuyên bố là về hết, về vườn hết. Và đó đã để lại những cái khoảng trống rất là lớn. Có nhiều người nói rằng yes, hạ viện hiện nay đang hỗn loạn nhưng cũng có ý kiến cho rằng có thể các cái vị lập pháp này họ cảm thấy ngán ngẩm nếu như hạ viện trong thời gian sắp tới mà sẽ được phục vụ dưới thời của tổng thống Donald Trump. Đó là cái ý một vài cái ý những cái dư luận mà được đưa ra trong cái thời gian gần đây trước cái thông tin là các nhà lập pháp đã lần lượt ra đi thưa quý vị. Trong khi đó, những cái vấn đề lớn của đất nước, ví dụ như chúng tôi nói là cái việc viện trợ cho Ukraine vẫn không được thông qua. Rồi cái việc làm sao cho ngân sách không có đóng cửa, chính phủ không có đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 sắp tới thì vẫn còn đang ách tắc trở lại. Vào sáng ngày thứ ba, ông Tổng thống Joe Biden đã có cuộc họp với lại cả hai phía, Thượng viện và Hạ viện Dân chủ và Cộng hòa để mà làm sao tìm ra cái giải pháp giúp cho chính phủ không bị đóng cửa rồi giúp cho viện trợ ukraine và trung đông một những cái toàn là những cái vấn đề lớn không ạ à? thì trong cái cuộc họp đó truyền thông thuật lại là ông mike johnson có cam kết là sẽ không có để xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa còn cái câu chuyện mà viện trợ cho ukraine thì vẫn chưa có câu trả lời và thế là dân chủ và cộng hòa lại chỉ ngón tay và chỉ trích lẫn nhau thưa quý vị trong khi đó một bộ phận của đảng cộng hòa hiện nay đang làm gì? Như chúng tôi thưa quý vị, từ hồi năm đầu năm ngoái cho đến bây giờ, cộng hòa chiếm đa số và làm rất nhiều những cái việc mà trong đó những cái việc nó đều không có một cái kết quả nào hết. Ví dụ như cái chuyện điều tra và luận tội và trút phế ông đương kim tổng thống Joe Biden, những cái việc chứng cứ, những cái nhân chứng đưa ra, hoàng vi đã thưa và đã hệ thống với quý vị rất là trong một cái bức tranh đầy đủ. Nhưng mà những nhân vật như là ông james comer chủ tịch ủy ban giám sát và ông jim jordan chủ tịch ủy ban tư pháp vẫn không bỏ cuộc ngay vào ngày hôm nay đây ngày thứ ba đây james comer lại xuất hiện trên đài fox lại đưa ra những cái lời nhận định mà hoàn toàn không có bằng chứng thưa quý vị please mọi người rất là muốn được nhìn thấy bằng chứng james comer lại nói rằng những cái liên quan những cái chân rết mà dẫn đến cái chuyện là ông Biden trước đây có tham nhũng đó, nó nó thực sự là đáng lo ngại thiệt đó. Nhưng mà thử hỏi có bằng chứng hay không thì xin thưa là không. Và vào hôm ngày thứ 6 vừa rồi, hai ủy ban này lại cử những cái nhân viên của mình đi vào ngay nhà tù thưa quý vị để gặp gỡ một cái tay và trước đây là đối tác kinh doanh của Hunter Biden có tên là Jason Galanis đang ở trong nhà tù liên bang 14 năm vì có những cái vụ là lừa đảo cộng đồng người bản địa đó thưa quý vị là thay vì gây quỹ để thực hiện những cái dự án để chăm sóc để phát triển cho cộng đồng người bản xứ thì cái tay Galadis này đã lừa đảo và gây quỹ để rồi thực hiện cho những cái mục đích cá nhân và bây giờ bị truy tố rồi và đang ngồi tù thì những cái vị lập pháp bên phía đảng cộng hòa đó đã yêu cầu bộ tư pháp cho phép được đi vô trong tù và thẩm vấn cái nhân vật này. Bởi vì năm 2014, ông Galanis này đã viết rằng Hunter Biden sử dụng tối đa cái last name của mình và cả cái sự can thiệp của ông cha để mà phục vụ cho cái công việc làm ăn của ông con. Và cũng chỉ vì những cái lời khai như thế này thôi đó. Và bên phía đảng Cộng Hòa đang bỏ rất nhiều tâm sức và công sức để mà lần theo những cái dấu vết nhưng mà rồi cuối cùng đều đi vào ngõ cục thưa quý vị và như chúng tôi nói james comer một lần nữa vào ngày thứ ba vẫn tiếp tục tuyên bố rằng những cái tội mà tham nhũng của ông biden những cái chỉ dấu cho thấy nó rất là đáng lo ngại và đây là cái lời tuyên bố mới đây nhất của Hunter Biden, con trai của đương kim tổng thống. Mà như phần đầu chúng tôi nói đó, gây ra cho ông Joe Biden khi mà ông đang chuẩn bị ra tranh cử một cái gánh nặng rất là lớn. Và Hunter Biden cũng là lý do mà bên phía đảng Cộng Hòa và cựu tổng thống Trump đã sử dụng tối đa để mà tấn công ông Joe Biden. Trong cái cuộc phỏng vấn đăng ngày 26 tháng 2 của ASUS, Hunter Biden có nói rằng là ông rất là khó khăn trong việc là kiểm soát cái cơn nghiện của mình có thể bị tái nghiện trở lại nhưng mà ông kiểm soát tối đa và rất là nghiêm ngặt là bởi vì sao nó không còn là thuộc về bản thân của ông Hunter Biden nữa mà nó có lý do là nền dân chủ của nước Mỹ Ủa nghe sao lạ vậy Tại sao mà Hunter Biden kiểm soát cái cơn nghiện rượu không có để tái nghiện mà lại vì nền dân chủ của nước Mỹ đó là Hunter Biden giải thích là để cho cha mình không bị tấn công, để cho cha mình là ông Joe Biden có thể đắc cử nhiệm kỳ 2, để cho ông cựu tổng thống Trump không thể quay lại tòa Bạch Ốc, bởi vì nếu điều đó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến với nền dân chủ của nước Mỹ. Đó là ý của Hunter Biden. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về luật nói rằng cái lời xác nhận này của Hunter Biden nó có thể gây hại cho những cái lập luận của luật sư đang bảo vệ ông ấy tại tòa trong cái vụ truy tố về súng. Bởi vì ông luật sư Mike, ông Abby Lauer đã từng đưa ra trong cái lập luận cho là Hunter Biden ở cái thời điểm mà mua cái khẩu súng trong vòng sở hữu có 11 ngày á, ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và không có bị những cái cơ nghiện nó ảnh hưởng đến cái trí tuệ, đến cái sự minh mẫn. Nhưng mà với cái cuộc phỏng vấn mới nhất vào ngày hôm nay hunter biden cho rằng mình rất khó khăn trong cái việc kiểm soát những cái cơn tái nghiện như thế này nhiều chuyên gia về pháp lý nói rằng nó có thể là cái điểm vô cùng khó khăn và phản phé lại với những cái lập luận của luật sư hunter biden đưa ra trước đây và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại